Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái loại nấm men GXA được dùng trong môi trường nuôi cấy vi sinh của hãng Himedia Ấn Độ, đóng gói quy cách là chai 500 g như thế này. GXA powder. Thì cái GXA này nó được dùng trong cái môi trường nuôi cấy vi sinh thông thường như GXA, bao gồm các axit amin này, hoặc là peptide là vitamin hòa tan, và các polyhydrate, các cái nấm men. Nó là một cái dạng vi sinh vật có cấu tạo đơn bào, không phải thực vật và động vật, thuộc giới nấm, sinh sản bằng cách nảy chồi từ một tế bào. Nó có các cái chiết xuất nấm men. Chiết xuất nấm men này là dạng nấm men CVK được chiết xuất những thành phần dinh dưỡng cao nhất từ tế bào của nó, chỉ có 3 bước đơn giản để giúp cho các thành phần này. Cái sản phẩm này thì được đóng gói và đóng nguyên siêu như vậy để phân biệt cái sản phẩm chính hãng này. Sản phẩm này có date là khoảng 5 năm, có mã code chúng ta cho cha này. Đóng gói nguyên chai như vậy. Có nhiều người ta gọi cái này là cao nấm men GSX Bagoda. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua cái cao nấm men này, GSX này, thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc là liên hệ với hotline 0936 620 757. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý vị và các bạn. Rồi, xin cảm ơn.